Mến chào cả nhà đã trở lại với cái kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình cũng quay chia sẻ cho các bạn biết cái cây rau đây nó đã rẻ và nó đã có thể được thu hoạch để đập lấy hột nhé cả nhà. Rau đây giống như video trước thì mình cũng đã có quay chia sẻ là có bác tính bác làm cái mô hình rau đây giống ấy. Thì tính tới thời điểm này là cũng trên dưới 3 tháng để khoảng độ đầu trăm ngày. What the hell? Là nó đã già như thế này ra cả nhà, để mình quay cho các bạn. Nó đây, nó đã già rồi, những cái nó chín, nó đã già khoảng 1 phần 3 cây như thế này, nó xuống lá là có thể thu hoạch rồi. Nó xuống lá nó vàng coi như là nó rất là đều. Có mấy cái chòm xanh xanh đấy cả nhà là nó đang còn tốt nên nhưng mà nó cái độ đồng đều của nó là cũng có nên cũng thu hoạch luôn, không có sửa lại để thu hoạch sau đâu. Để mình đi vòng vòng quay chia sẻ cho cả nhà xem cái vườn rau đay giống rất đều này nha. Cái vườn này là mình như mình đã đề cập là nó 7 sào. Và cái hàng năm thì bác chủ vườn thu hoạch là tầm độ 1 tấn 3 đến 1 tấn 4 rồi ký hột giống. Làm là rau đay này rất là nhàn. Mình cũng nghe bác chia sẻ thì bác cũng ngừng tưới nó cũng tầm 3 tuần rồi. Nên cái độ nó rẻ nó vàng rất là đều luôn. Bạn xem kênh YouTube của mình thấy hay hữu ích thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký bấm chuông nhé cả nhà. Mặt trời thì cũng đã xuống núi rồi, bây giờ trong tầm độ 6 giờ rồi. Trời cũng đang xuống, cũng tối dần rồi. Nên mình quay nó có mờ với không được rõ nét thì cả nhà thông cảm cho mình nhé. Nhìn rất rất là vàng rè đều luôn. Mình cũng nghe nói là sau vụ rau đay này thì cũng bác cũng tiếp tục xuống vụ lúa để cho nó kịp với cái thời tiết. Lúa thì của như bác là bác cũng là xạ theo hàng luôn, cũng không có cái con. Vùng mình làm chủ yếu là dựa vào thời tiết rất là nhiều nha các bạn. Không có tự chủ được tại vì nước nó cũng lên như hàng năm nó cũng lên đấy. Mùa nắng thì chỉ làm được một vụ rau đay như vậy thôi, không làm được nhiều. Nếu mà làm nhiều thì nếu làm sớm thì cũng có thể làm được, nhưng mà cái vụ hai ấy các bạn, khi mà nó đổ mưa rồi ấy, mình cắt rau đay mà mình ủ nó 10 ngày nó già là mình đi thuê máy cày mình để đi lên cây rau đó cho nó tét ra hột để mình lấy ấy. Thì những cái mình ngày mình ủ ấy, nó sẽ đổ mưa. Đổ mưa thì cái hạt giống nó nảy mầm và nó không đạt chất lượng.
nên làm được có một vụ thì chắc ăn thôi, vụ hai nó rất là nguy hiểm. Hạt giống nhiều khi cấy tới lúc thu hoạch nó mưa cho 2-3 cơn to thôi là hạt giống là hư hết. Thì rau đay này cả nhà thì chủ yếu á mình là phải thu hoạch về ban đêm, chứ thu hoạch vào ban ngày nó giòn, nó tét như này, nó rất là dễ tét. Còn ban đêm mình khi mà mình thu hoạch thì sương xuống, nó nhiệt độ nó thấp này, khi mà mình cắt đấy là nó sẽ hạn chế được cái bể quả, là mình cắt thoải mái luôn. Còn như ban ngày là hơi động vào thôi tí thôi, như vậy là nó đã tét, nó đã bể hết ra rồi. Quay cho các bạn xem hạt rau đay này, nó đen rất là mậy. Hạt rau đay mà nó vàng, nó trắng, nó không có được đen như vậy là hạt rau đay nó lên cũng hơi yếu so với thằng này. Trời cũng muộn rồi, mình video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Mến chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà ở những video kế tiếp nhé.